defeated an enemy. vpgame.vn sụp nick nhanh chóng an toàn giá rẻ. Doesn't scare me. Incompetence does. Welcome to Arena of Valor. Ok, chào toàn thể anh em đến với đó là channel của NMH. Thì có đó là bạn bình luận. Đó là nhờ NMH, đó là mình. Nói mình thì đó là tiếng địa phương của mình thôi. Nói là làm về vị tướng, đó là VZ đi. Và gửi lời chúc đó là đến bạn. Đó là hoàn thành tốt, đó là nghĩa vụ quân sự được giao. Nói chung có lẽ là 2 năm thì thời gian thì có lẽ là cũng không biết. Đó là 6 thì mình có làm đó là YouTube nữa hay không. Nhưng mình nghĩ thì có lẽ là trừ khi đó là YouTube, đó là nó gọi là không tồn tại nữa. Chứ không thì mình vẫn làm nhá. Dù thế nào thì anh em xem ít hay xem nhiều gì đó thì mình vẫn làm. Thì cảm ơn anh em rất chỉ là nhiều đã ủng hộ mình. Thì nói chung thì 2 năm nghĩa vụ quân sự thì thời gian thì không phải đó là quá dài, nhưng mà cũng không phải là ngắn. Tổ quốc gọi thì chúng ta đi thôi anh em. Mình thì đó là sau khi đó là học xong cấp 3 thì do đó là đi học cùng mất đó là 4-5 năm gì đó, nên là sau đó là nhiều tuổi rồi thì có đi làm nữa, nên là không đi nghĩa vụ quân sự anh em ạ. Bởi vì trong thời gian nếu mà anh em sinh viên thì đó là sẽ đó là có giấy đó tạm hoãn anh em ạ, tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Nhưng mà trong môi trường đó là đi học sinh viên thì cũng được trải nghiệm đó là 1 tháng về đó là gọi là học quân sự anh em ơi. Nói chung thì về việc đó là anh em đi bộ đội á thì mình nghĩ là cũng có cái tốt thôi. Bởi vì anh em thấy thì đi bộ đội thì có khá là nhiều ưu điểm. Thứ nhất đó là sáu á, anh em làm việc gì thì nhà nước đó là cũng ưu tiên cả. Thứ hai thì vào trong môi trường đó là quân đội thì giúp anh em đó là rèn luyện hơn, đó là rất chỉ là nhiều thứ. Qua đó thì mình nghĩ là giúp anh em đó là sẽ chín chắn hơn và trưởng thành hơn. Thì mình cũng xin chúc đó là toàn thể anh em, đó là ai mà đang đi đó là nghĩa vụ quân sự, hoặc là ai đó là chuẩn bị đó là đi nghĩa vụ quân sự thì đó là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chúc anh em đó là luôn vui vẻ và thành công. Thì ở trận đấu này thì mình sẽ làm về vị tướng đó là VZ đi rừng anh em ạ. Đối với VZ thì một vị tướng khá là khỏe ở thời điểm hiện tại, cống thủ toàn diện, lực sát thương tốt, có đám chuẩn nữa. Nói chung một vị tướng mình nghĩ thì anh em đó là khá là đa dạng đường đi, đi rừng cũng được, đi lén cũng được. Nếu mà có sát thương phép rồi, sát thương phép đi rừng anh em đi mít cũng được, đi SP cũng được. Một chất tướng cực kỳ là đa dạng đường đi luôn. Pha này thì chắc có lẽ nếu mà được thì băng trụ pha này nè. Anh em đâu, vào băng trụ chơi luôn nè. Grack đâu? Ôi, pha này thì Grack tên mình không vào, và pha này thì mình gọi là hơi hủng lưu anh em ạ. Tưởng là vào ăn được nó. Ai dè cuối cùng thì mình lên bảng điểm số. Có vẻ là hơi hổ báo ở giai đoạn đầu game rồi. Nên là thôi, xíu nữa thì sẽ cẩn thận hơn xíu anh em ơi. Phá một xíu nữa. Chứ không hái rồi. Hơi hổ báo một xíu. Ok, thì bây giờ thì sẽ cẩn thận hơn. Theo clip này thì mình mang đó là VZ đi rừng. Thực tế thì đối với chất tướng VZ đi rừng cũng tốt, tốc độ phám cũng ổn. Và đặc biệt thì đi rừng thì giúp anh em đó là khỏe hơn nữa. Nhưng mà giai đoạn đầu game thì mình hơi hổ báo anh em ạ. Bắn trù và cải kết đó là đáng buồn. Bây giờ thì nhận thấy là hai người của Tem Đích này. Cần lưu ấn. Rồi có nội tài đây. Bất chiêu cuối đến từ vị trí của Bright Tem Đích. Pha này xoáy một phát này. Mình không cần đuổi theo nó nữa nhá, bởi vì nó hết lượng máu rồi. Thì pha đó thì đừng có để nó ăn mình, để nó có khả năng là hồi phục lại cái lượng máu đã mất. Nên là anh em khi đã đánh trắng máu của vị tướng Bright rồi thì anh em bỏ chạy dành cho mình. Thì nó đó là từ khắc rồi lên bảng điểm số. Hết thời gian bất tử thì nó lên bảng điểm số thôi. Với VZ thì tất nhiên thì clip này mình cũng đó là hướng dẫn cho anh em cơ bản nhất, đó là về trang bị bảng ngọc, phù hiệu cũng như đó là cách chơi của vị tướng này. Nói chung vị tướng này thì anh em cần đó là rất chi là nhiều yếu tố.
Rồi pha này thì bắt luôn này, ăn được cái màng của là giá tạo tại Nick, giá tại mình chơi rất chết tốt luôn. Đối với chiêu thức của bờ rái thì anh em thấy thì toàn là xích cả. Chiêu 1 xích, chiêu 2 xích và chiêu 3 cũng là xích. Chiêu 1 thì anh em gọi là tung ra cái hình giống như hình tam giác vậy á, trúng đối phương thì gây sát thương. Trúng tướng địch thì giúp anh em tích thực điểm nội tài nữa, nếu mà trúng đỉnh của tam giác đó thì anh em tích được 2 điểm. Chiêu 2 thì anh em gọi là sử dụng cũng là xích luôn anh em ạ. Và đối phương mà ở xa thì sẽ bị kéo lại gần đó là V-Red. Và đối phương mà ở gần thì sẽ bị đó là đẩy ra xa. Và anh em cũng được tích đó là 2 điểm nội tài, ví dụ đó là anh em sử dụng trúng tướng địch. Còn chiêu cuối thì đoạt mạnh xích thôi. Anh em gọi là tung theo hướng chỉ định gây nên đám chuẩn nhá. Chiêu cuối thì anh em có đám chuẩn á. Phá này thì định ngắn bùa đỏ, nhưng mà thôi bỏ quá bùa đỏ đã, nên đẹp đó là cái trụ này đã anh em ơi. Tem bên địch thì 3 người đang tấn công đó là cái trụ này. Ok, hết thế lính rồi thì đó là mình sẽ tiếp tục đó là trở lại đó là phá một xíu thôi. Thời điểm hiện tại thì vẫn chưa phải là thời điểm mạnh của vị tướng đó là Vered. Ôi pha này bờ rái của tem địch định cướp bùa bạn ơi. Cướp bùa không dễ mô, mình đang còn cái trưng trì nữa. Nên là pha đó thì vẫn giữ được đó là con bùa. 11-11 dành cho hai bên, trận đấu thì cũng đáng đó là khá là căng thôi. Nói chung bây giờ về lượng đô của mình thì chỉ cần lên thêm được một món nữa là ngon. Lên thêm được đó là cái thương lóng nữa là khả năng quẩy của mình thì sẽ tốt hơn. Với vị tướng Vred này thì anh em cần chú ý đó là ở điểm nội tài anh em ạ. Ví dụ như pha này chẳng hạn gọi là lắc vòng á. Người thì nói lắc vòng, người thì nói quay tay, nói chung thế nào cũng được. Nhưng mà anh em chú ý đến nội tài của Vred. Dưới thanh máu của Vred thì anh em thấy thì có 4 điểm đúng không? Mỗi đòn đánh thương thì anh em tích được 1 điểm. Còn chiêu 2 và chiêu 1 trúng tướng địch thì giúp anh em tích 2 điểm. Nhưng mà 2 điểm đó là anh em phải trúng đó là giữa cái địch nhá. Tức là anh em trúng đó là chiêu 1 thì trúng đó là giữa cái hình tam giác á, khi đó anh em mới tích được đó là 2 điểm. Đủ 4 điểm thì anh em gọi là lạc vong, giúp anh em thứ nhất đó là tăng tốc độ di chuyển này, thứ hai thì giúp anh em đó là tăng khả năng hồi phục gây sát thương. Rất chỉ là nhiều thứ đến từ nội tài. Vì thế Vred mà quay được nội tài thì khi đó mới khỏe được. Rồi pha này thì sẽ lại bắt Rio Matem địch ổi. Nhưng mà cuối cùng thì Rio Matem địch thì cũng phải lên bảng điểm số. Tưởng là chạy được phá đó thì khá là đáng tiếc. Bây giờ thì nhận thấy là có một phá đó là giáo tránh. Bây giờ thì tem bên mình đó là tốt lên bảng điểm số rồi. Chắc có lẽ pha này thì mình sẽ ra đòn hỗ trợ tím. Hiện tại thì tem bên địch đang ép đường giữa. Mình sẽ đứng ở đấy để khép góc tem địch nha. Rồi pha này sử dụng chiêu cuối để tiếp cận này. Rồi chạy đâu bạn ơi, lắc vòng này. Rồi chắc chắn thì pha này bờ rai tem địch lên bảng điểm số rồi. Pha này mình không cần đuổi theo nhá. Đây bờ rai lên bảng điểm số và điểm bá đào dành cho mình rồi. Những phá gọi là bờ rai hết máu rồi, anh em không cần đuổi theo nó. Bởi vì đuổi theo nó lỡ máy mà nó hà hút được anh em bằng chiêu hái một phát thì nó sẽ hồi phục máu. Nên là việc anh em đó là thấy nó trắng máu rồi thì anh em không cần đuổi theo. Và chắc chắn thì pha này đó là xà thủ tém địch thì cũng hết chạy rồi. Với Vred thì chất tướng đó là khá bên bỉ trong giao tránh. Và khả năng hồi phục thì khá là tốt, lương đám thì cũng ổn. Và đặc biệt thì nếu mà anh em đi rừng nữa thì lương đám của anh em và khả năng là chơi của anh em sẽ tốt. Rồi pha này bắt Rio mà luôn này. Chạy đâu bạn ơi, lại có điểm nội tài rồi. Một lần chiêu 2 nữa, một lần chiêu 1 nữa. Thì cách combo đơn giản là như vậy thôi. Nói chung nếu mà anh em đối phương ở xa, anh em tiếp cận đối phương bằng chiêu cuối, sử dụng đó là chiêu hái, trúng tướng địch một phát, thì đối phương mà ở xa thì sẽ bị đó là kéo lại gần Vred, còn đối phương ở gần thì sẽ bị đó là đẩy ra. Làm sao đó khi đó anh em sử dụng đó là chiêu một thì auto gọi là trúng luôn. Vì thế thì anh em tích được điểm nội tài và anh em có thể lắc vòng luôn. Gọi là chiêu cuối, chiêu 2 và chiêu 1 lắc vòng. Rồi pha này thì giá ta cất cánh đúng không? Chiêu 2 này, chiêu 1 này, lắc vòng này, tiễn giá ta lên bảng điểm số. Và anh em thấy thì gần như mình không thấy lượng máu nữa. Nhưng với một cú lắc vòng thì bây giờ đó là lại hồi phục máu rồi. Pha này chơi luôn này. Ôi pha này thì triệu vấn tem mình lại hơi chậm một nhịp rồi. Không sốc đám được nó và cuối cùng thì nó ăn được cái màn chấm dứt của mình. Nhưng cuối cùng thì bật rai tem địch thì cũng lên bảng điểm số. Phá đỏ tiếc nha. Phá đỏ triệu vấn mà lại sớm một nhịp á, là sốc đám được bật rai luôn á. Thôi không sao cả anh em ơi, dầu sao thì vậy là cũng ổn rồi. Thế trận hiện tại thì hai bên thì cũng đáng đó là khá là ngang bằng nhau. Lương trù thì cũng vậy.
Bây giờ thì mình lên được đó là Kairyu, đôi giày kiến cương, rồi cải thương lóc, rồi đó là phức hợp kiếm. Mình sẽ lên cho nó huấn chương trói nhé. Có huấn chương trói nữa thì giúp đó là khả năng quẩy và khả năng bền bỉ trong giáo tránh của Verret sẽ tốt hơn. Nói chung về phần trang bị của Verret thì đó là Ryu này, rồi tiếp đến thì giày kiến cương này, rồi thương lóng này, phức hợp kiếm, huấn chương trói và giáp hồ mạnh thôi. Build đồ này thì chuẩn chỉ nhất dành cho đó là Verret rồi. Anh em vừa có kháng phép, vừa có lượng đám tốt, vừa có chống chiêu tốt. Pha này thì đáng nhận thấy xạ thủ tém đích để sử dụng chiêu cuối này, sử dụng chiêu 2 này, sử dụng chiêu 1, lắc vòng một phát này. Đó là combo cơ bản nhất của vị tướng đó là Verret thôi. Anh em thấy thì xạ thủ tém đích bốc hơi khá là nhanh. Pha này mình lại lắc vòng 1, 2, 3 này. Mình chơi vị tướng này thì cũng khá là hổ báo anh em ạ. Giai đoạn hổ báo đầu game đích không thành công nhưng lần này thì thành công rồi. Giá ta tém đích cất cảnh nhưng không sao cả. Chưa cất cảnh được thì đã phải lên bảng điểm số. Mình có huấn chương trói nữa nên là cũng không đáng ngại những cú bay đến từ gia tá. Và cuối cùng thì tem bên đích đó là 5 người. Đó là về tế đam luôn rồi. Và cái trip cứu dành cho đó là Verret. Pha này thì tổng tấn công thôi. Nhưng mình nghĩ để kết thúc được trận đấu thì cũng khá là khó. Bởi vì anh em thấy thì đam lính này thì nó đó là di chuyển quá là chậm. Đó là sự thay đổi ở mùa 21 này. Rồi pha này thì băng trụ chơi luôn này, chạy đâu, sử dụng chiêu 2 trúng lắc vòng này lên bảng điểm số này. Băng trụ là gì anh em ạ? Đối với Verret, băng trụ pha này thì quá là hổ báo đến từ vị trí của Nơm Hạt rồi. Nhưng mà hết thế lính mất rồi thì chắc có lẽ là trận đấu thì cũng chưa kết thúc được. Tém bên mình thì vẫn đang quyết định đó là giao tránh. Giá ta tém địch thì cất cảnh được rồi. Mình khá là thấp máu nên là mình sẽ lùi lại một xíu nhá. Thì thấy là tem bên mình tấn công lên thì mình cũng lên luôn thôi. Với lượng máu này thì cũng vào luôn anh em ạ. Sử dụng chiêu cuối để sử dụng chiêu 2. Và tiền đó là Ryu mà tem đích lên bảng điểm số. Nhưng mà trận đấu thì có lẽ là chưa kết thúc được. Với lượng máu này thì mình cũng không thể đó là vào tánh trù được nữa. Tem bên mình thì ai cũng thấp máu rồi. Và cuối cùng thì vẫn chưa kết thúc được trận đấu anh em ơi. Ok. Thì nói chung thì chưa kết thúc sớm thì cũng kết thúc muộn thôi. Bởi vì tem bên mình thì có lợi thế cũng khá là lớn rồi. Về phần phù hiệu dành cho là vị tướng Verret thì mình sẽ sử dụng đấu khí. Đấu khí thì phù hợp dành cho Verret rồi, giúp khả năng đó là hồi phục sẽ tốt hơn nữa. Nói chung cách chơi Verret thì cũng chỉ đó là như vậy thôi. Anh em cố lắc vong và cố là sử dụng chiêu thức trúng mục tiêu là anh em thành công thôi. Đặc biệt là chiêu 2 cực kỳ là quan trọng. Khi anh em sử dụng đó chiêu 2 trúng thì auto đó là chiêu 1 anh em sẽ sử dụng trúng. Và việc đó là anh em tập thói quen là di chuyển lắc vòng một xíu để có thể là lắc vòng một cách tốt nhất. Bởi vì cái thời điểm đó là Verret phải tích được 5 điểm thì sẽ khó hơn. Còn bây giờ tích 4 điểm thì sẽ dễ hơn anh em ạ. Bây giờ thì mình soạn sẵn đó là cái liêm đoạt mệnh để xíu nữa. Đó là lỡ có lên bảng điểm số thì mình bán cái giáp hồ mệnh lên cái liêm đoạt mệnh thì sẽ dễ dàng hơn nhá. Đấy là cùng mèo đó là giúp anh em có thể lên đô một cách nhanh hơn, bán đô một cách nhanh hơn. Nếu mà đủ lượng vàng thì anh em có thể lên quả câu băng sướng này. Rồi hoặc là lên đó là nhám thuần. Ok thì pha này thì có một pha là giao tránh đường dựa. Pha này thì sử dụng chiêu 2 trúng rồi nhưng mà giá ta tem đi thì cùng cất cánh. Nhưng mà cất cánh chưa thành công thì giá ta đã phải lên bảng điểm số. Pha này mình mất cái giáp hồn mình bán lên cho nói liêm đoạt mình vẫn đang quẩy được lắc vòng một phát nữa. Hồi phục máu khá là tốt và cuối cùng thì giá tem mình đấm đồ Rio mà tem địch lên bảng điểm số. Và cuối cùng thì có một phát quét sạch lần này thì chắc chắn là trận đấu đó nó sẽ kết thúc thôi. Về bảng ngọc dành cho Verret thì mình sử dụng bảng ngọc 26% tốc đánh. Bởi vì đi rừng thì đòi hỏi đó là anh em cần tốc đánh để farm nhanh hơn nữa. Ngọc đỏ tốc đánh chỉ mang, ngọc tím tốc đánh tốc chạy và ngọc xanh công vật lý vân xuyên giáp. Và trận đấu thì kết thúc ở đây rồi. Bye bye.